Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc thứ tư ngày 3 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, hôm qua các đơn vị ngành than triển khai sản xuất trở lại. Với tỷ lệ thợ mỏ đi làm đạt cao, các vị trí công việc kịp thời ổn định, bắt nhịp sản xuất. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đều đạt cao ngay từ ngày đầu năm. Phản ánh tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh. Trong ngày ra quân sản xuất đầu năm, tỷ lệ lao động đi làm của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đạt 96%. Với nhân lực ổn định, an toàn lao động được đảm bảo, cùng quyết tâm cao, hôm nay đơn vị đã khai thác được trên 13.000 tấn than nguyên khai, đào mới gần 142 mét đường lò, phấn đấu trong tháng 1 sẽ sản xuất trên 335.000 tấn than. Năm 2024 giao cho đơn vị với sản lượng 600.000 tấn làm và đào mới 620 mét lò, và đơn vị sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch công ty giao. Đặc biệt là với cái mục tiêu của công ty giao trong năm 2024 lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 65 ngày thành lập công ty, tiếp tục phát huy được cái tính đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm để làm sao mà có cái sức khỏe tốt, tham gia đầy đủ ngày công lao động, rồi nghiêm túc thực hiện các quy trình quy phạm, tuân thủ các biện pháp kỹ thuật. Trên đà kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 với sản lượng than sản xuất trên 4 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 3,5 triệu tấn. Năm 2024, Than Vàng Danh đạt mục tiêu sản xuất 4 triệu 195.000 tấn than, cao nhất từ trước đến nay. Phát động thi đua 5 tháng đầu năm để kỷ niệm chào mừng công ty là 65. Thế và cái năm nay là một trong những cái năm là tập đoàn giao sản lượng cho công Than Vàng Danh cũng rất là cao, là cũng là một những cái năm kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Thế thì công ty là sẽ tập trung tất cả các giải pháp điều hành tổng thể theo sự chỉ đạo của tập đoàn. Và đối với công ty thì công ty cũng sẽ có lập ra một cái kế hoạch, một cái chương trình hành động để làm sao là điều hành thông suốt cho năm 2024. Năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất gần 37,4 triệu tấn than sạch, than tiêu thụ 50 triệu tấn. Để đạt mục tiêu này, Tập đoàn TKV sẽ tập trung chuẩn bị thực hiện các dự án phát triển mỏ than, tăng cường các giải pháp xuống sâu của các mỏ than theo tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo ra than theo kế hoạch, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường nhập khẩu, nâng cao hiệu quả chế biến pha trộn than, đảm bảo cung ứng cho khách hàng, nhất là cho các nhà máy nhiệt điện. Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, phát huy hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu tư công, trên các công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, không khí thi công cũng hết sức khẩn trương ngay từ những ngày đầu của năm 2024. Dự án đường dẫn cầu Bến Rừng, một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa kết nối liên vùng và nội vùng của tỉnh. Trong những ngày đầu năm mới 2024, liên danh đơn vị thi công gói thầu nút giao với đường tỉnh 338 đã huy động bổ sung thêm hơn 30% nhân lực và thiết bị về công trường, tranh thủ điều kiện thuận lợi, tổ chức thi công 3 ca liên tục để phấn đấu mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án đường dẫn đồng bộ với dự án cầu Bến Rừng. Các đơn vị thi công đã cố gắng và thúc đẩy được hơn so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, máy móc, con người, làm cả tiết dương để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng về kế hoạch được vạch ra. Theo quy định là đến 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 là hoàn thành công trình. Đường dẫn cầu Bến Rừng có tổng chiều dài 2,2 km. Điểm đầu nối với cầu Bến Rừng
điểm cuối tuyến nối với đường tỉnh 338 trên địa bàn hai xã Sông Khoai và Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 355 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hiện, khối lượng công việc của dự án đã hoàn thành được trên 40% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung nhân lực thiết bị để tổ chức thi công đắp đất nền đường thông toàn tuyến đến cầu Bến Rừng. Tiến độ nó cũng rất là căng thẳng, mà chủ đầu tư tư vấn là cũng yêu cầu nhà thầu mà tăng ca tăng kíp ngày đêm, mà nếu mà phát triển có đất đắp nhiều về thì sẽ tăng máy móc thiết bị con người làm ngày đêm để đạt được cái tiến độ đề ra. Cùng với dự án đường dẫn cầu Bến Rừng, không khí thi công rộn ràng cũng tràn ngập trên các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh trong những ngày đầu năm mới, như dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa bàn huyện Ba Chẽ, dự án đường ven sông đoạn Quảng Yên Đông Triều. Cùng với Quảng Ninh, năm qua cả nước có 6 tỉnh thành khác tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ở mức hai con số, gồm Bắc Giang, Hậu Giang, Khánh Hòa, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên. Bên cạnh đó có một địa phương bất ngờ nhảy vọt 15 bậc tăng trưởng kinh tế là Hà Tĩnh với tốc độ tăng trưởng đạt 8,05%, xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 15 trong cả nước. Trong khi đó, năm 2022, GDP của địa phương này chỉ đạt 3,98%, đứng thứ 9 trên 14 các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, xếp thứ 30 cả nước. Ở chiều ngược lại vẫn còn 4 địa phương đạt mức tăng trưởng âm, đó là Bắc Ninh ở vị trí đội sổ. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cho các doanh nhân trong đoàn du khách Trung Quốc tới thăm thành phố Hải Phòng. Hơn 200 doanh nhân Trung Quốc đã được nghe đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông tin đầy đủ về chủ trương, định hướng, cơ chế chính sách của thành phố liên quan tới việc khuyến khích hợp tác đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Đến nay, Hải Phòng thu hút khoảng 31 tỷ đô la Mỹ với hơn 930 dự án, trong đó vốn đầu tư từ Trung Quốc khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ. Tập trung chủ yếu tại khu công nghiệp An Dương và khu công nghiệp Đồ Sơn. Với mức tăng trưởng GDP khoảng 13% một năm, thành phố cũng tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tiện ích sống phong phú, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở thêm các khu kinh tế, khu công nghiệp mới. Nghiên cứu kế hoạch sử dụng năng lượng tái tạo cùng nhiều cơ chế chính sách thông thoáng, ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cùng phát triển bền vững tại Hải Phòng. Tại hội nghị, các doanh nhân Trung Quốc và Việt Nam đã trao đổi và được Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng giải đáp các thắc mắc, quan tâm. Chương trình được tổ chức hiệu quả, bổ ích là cơ hội quý để doanh nghiệp Trung Quốc hiểu sâu hơn về thành phố Hải Phòng, cũng như về tiềm năng thế mạnh, khả năng hợp tác giữa các bên trên tinh thần hợp tác hữu nghị, chiến lược toàn diện mà hai đảng, hai nhà nước đã cam kết, qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai bên. Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, ước tính lượng khách du lịch đến thủ đô đạt 402.000 lượt, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 72.000 lượt khách. Khách du lịch nội địa ước đạt 330.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023. Ước tính 3 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn tại Hà Nội đạt khoảng 60%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tại các trung tâm thương mại mua sắm ăn uống giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, lượng khách và sức mua tăng cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Vụ đông là vụ sản xuất quan trọng với các sản phẩm trồng trọt đa dạng, thị trường tiêu thụ rộng, ổn định và mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất canh tác, tăng hệ số sử dụng đất. Những năm qua, vụ đông đã trở thành một trong các vụ sản xuất quan trọng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Vụ đông này toàn tỉnh gieo trồng trên 7.600 hectare, đến nay đã đạt 100% kế hoạch, trong đó nhóm các loại cây màu chủ lực như rau xanh, ngô, khoai tây, khoai lang, hoa các loại đã được thu hoạch. Thời điểm này, nông dân đang tập trung vào chăm sóc hoa, cây cảnh, phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Đào thì bây giờ đang vào thời điểm là tuất lá, còn quất là bây giờ là cũng bán cho thương lái rồi, chủ yếu bây giờ chỉ tập trung vào chăm sóc sâu bệnh thôi. Việc thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất của các tổ chức cá nhân cũng được ngành nông nghiệp khuyến khích nhằm ổn định đầu ra và tăng giá trị sản phẩm. Trong đó, mô hình liên kết trồng và tiêu thụ rau cải Hàn Quốc, khoai tây Atlantic ở Đông Triều
được duy trì liên tục nhiều năm qua và mở rộng thêm ra các địa phương miền đông của tỉnh. Thầy thì đến bây giờ là đã rồng vào khoảng độ tầm 1,5 tháng rồi. Bây giờ là bắt đầu đã có củ như vậy là bằng đầu ngón tay và ngón tay cái rồi. Đấy, khi cái cây là cứ bắt đầu là có hiện tượng là điểm hoa. Đấy, thì lúc đấy là bắt đầu là đã có tia và củ rồi. Đấy, nó đặc điểm là như thế. Đấy, thế thời gian thì đến bây giờ là tính là được khoảng 1,5 tháng. Thế thì đang tính thì dự kiến năm nay thì chắc nó vào khoảng độ giữa tháng giêng thì bắt đầu là mới thu hoạch, mới dỡ. Thì lúc đấy là mới đạt cái năng suất cao nhất. Cái lép mới trong năm nay ấy, của cây vụ đông năm nay đấy là chúng tôi đã nhân rộng cái diện tích sản xuất hoa cây cảnh và cũng nhân rộng cái mô hình liên kết sản xuất khoai tây trên địa bàn tỉnh với công ty Orion của Hàn Quốc ra ngoài ở Đông Triều thì cũng đã ra các huyện thị miền đông đó là Tiên Yên và chỗ Đầm Hà. Đấy, thì từ nay đến sản xuất vụ xuân năm 2024 thì cũng đề nghị bà con là chúng ta những cái diện tích cây vụ đông mà đến kỳ thu hoạch thì đề nghị bà con cũng sớm thu hoạch và có thể triển khai tiếp một cái vụ cây ngắn ngày, rau ngắn ngày để phục vụ cái Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, diện tích cây vụ đông toàn tỉnh đã đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đã có trên 60% diện tích được thu hoạch. Năng suất, sản lượng các cây trồng hầu hết đạt kế hoạch đề ra. Ước tính, giá trị sản xuất cây vụ đông năm nay của toàn tỉnh đạt khoảng trên 1.400 tỷ đồng. Hiện nay, cả nước đã có trên 500 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 26 tỉnh thành, trong đó có nhiều địa phương tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ như Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình. Do đó, dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào địa bàn và gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát, tỉnh Phú Thọ đang tập trung rà soát, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là công tác giám sát, ngăn chặn dịch bệnh. Trang trại của gia đình anh Nguyễn Đình Tài hiện đang nuôi 20 lợn nái và 200 con lợn thịt. Từ khi biết thông tin dịch tả châu Phi tái diễn quay trở lại và có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn, những người chăn nuôi như anh rất lo lắng. Thực hiện hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thời điểm này, gia đình anh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch từ xa. Và để bảo vệ sức khỏe của đàn heo thì chúng tôi thường xuyên là tiêm vaccine đầy đủ, lại thực hiện theo các phương pháp an toàn sinh học như rắc vôi vòng quanh chuồng trại, phun sát trùng định kỳ tuần 3 lần. Trước nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ngành nông nghiệp yêu cầu cán bộ chi cục chăn nuôi và thú y theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo phát hiện sớm để kịp thời cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện, đồng thời không để người chăn nuôi bán chạy giấu dịch, làm lây lan dịch bệnh, đặc biệt là tập trung kiểm tra lấy mẫu tại các cơ sở chăn nuôi, các chợ đầu mối và kiểm soát giết mổ tiêu thụ thực phẩm. Yêu cầu là các cái địa phương, đặc biệt các huyện, làm sao xác định được các cái xã có nguy cơ cao ở từng huyện và từng xã để kiểm tra và đồng thời nếu phát hiện thì lấy mẫu và xét nghiệm để phát hiện dịch bệnh để kịp thời ngăn chặn cái dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả thì sự chủ động của chính quyền và người chăn nuôi là yếu tố then chốt. Hiện nay mặc dù trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, nhưng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh thì luôn tiềm ẩn bởi phần lớn các hộ vẫn chăn nuôi giết mổ theo quy mô nhỏ lẻ, gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý ngăn chặn dịch bệnh. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Nghị định số 08 năm 2022 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các nhà sản xuất, nhập khẩu ắc quy, pin sạc nhiều lần, dầu nhớt dùng cho động cơ, xăm lốp phải tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì các sản phẩm và báo cáo kết quả tái chế hàng năm hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế theo đúng thời gian quy định. Một số trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm bao bì phải thực hiện trách nhiệm tái chế bao gồm sản xuất sản phẩm bao bì để xuất khẩu, tạm nhập tái xuất sản phẩm bao bì, sản xuất nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm, không vì mục đích thương mại. Nhà sản xuất bao bì có doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của năm trước dưới 30 tỷ đồng. Nhà nhập khẩu bao bì có tổng giá trị nhập khẩu tính theo trị giá hải quan của năm trước dưới 20 tỷ đồng. Cũng từ ngày 1 tháng 1, biểu phí dịch vụ SMS Banking tại nhiều ngân hàng sẽ thay đổi.
đơn cử tại Vietcombank, ngân hàng sẽ chính thức dừng gửi tin nhắn biến động số dư với các giao dịch có giá trị dưới 50.000 đồng. Đối với dịch vụ SMS chủ động, các ngân hàng sẽ tính phí theo số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng. Nếu dưới 20 tin nhắn một tháng, phí dịch vụ là 10.000 đồng. Trên 20 tin nhắn một tháng sẽ thu phí theo số lượng tin nhắn thực tế phát sinh trong tháng với mức phí 700 đồng trên một tin nhắn. Các mức phí này chưa bao gồm VAT. Động thái này được các ngân hàng cho biết nhằm khuyến khích khách nhận thông báo giao dịch thông qua ứng dụng. Trong bối cảnh việc gửi thông báo qua SMS gây tốn kém chi phí do các nhà mạng thu phí cao. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Theo Bộ Công Thương, không chỉ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Đến thời điểm này, cả nước đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn hiệu quả. Tại các hệ thống siêu thị, việc chuẩn bị nguồn hàng thực phẩm nói chung và thịt lợn nói riêng đã gần như hoàn tất với mức tăng từ 15 đến 20% so với các tháng còn lại trong năm. Việc đảm bảo giá cả ổn định cũng đã được thống nhất triển khai cho Tết năm nay. Các khu nhà trọ đã góp phần đáp ứng yêu cầu về chỗ ở cho nhiều lao động, đồng thời cũng tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Để nâng cao hiệu quả trong quản lý các cơ sở cho thuê trọ, lực lượng chức năng thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, đăng ký quản lý cư trú, thanh kiểm tra kết hợp với tuyên truyền về đảm bảo an ninh an toàn tại các khu nhà trọ, tránh xảy ra điểm nóng. Dịp cuối năm, tình hình an ninh trật tự có chiều hướng phức tạp hơn, đặc biệt là các đối tượng tội phạm lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi xấu. Do đó, những ngày này, Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Công an các phường, xã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở và những hộ dân thuê trọ trên địa bàn về các phương thức thủ đoạn lừa đảo, phòng chống pháo nổ và cả nguy cơ gây mất an toàn, an ninh trật tự tại khu vực các nhà trọ. Luôn luôn tuyên truyền tất cả những cái hộ mới đến hoặc cũng ở một thời gian thì cũng luôn luôn tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên liên tục. Thì nói chung là công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đây là rất là tốt. Cố gắng đến sát sao rồi đến kiểm tra rồi đôn đốc các những người đến trọ thì sẽ nhắc nhở thường xuyên rồi để làm sao cho trật tự an ninh về phòng cháy chữa cháy được tốt hơn. Bên cạnh đảm bảo về an ninh trật tự chung, lực lượng chức năng quan tâm kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở cho thuê trọ trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện các biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy nổ xảy ra. Hộ gia đình ở trong dãy trọ thì tập trung lại để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ và cũng sắm một số trang thiết bị chủ trọ, và thứ hai nữa là để các hộ gia đình trong trọ được nắm vững kiến thức hơn. Trong quá trình tuyên truyền kiểm tra các dãy trọ, phòng trọ trên địa bàn xã, công an xã đã kết hợp hướng dẫn tuyên truyền đến các phòng trọ, dãy trọ trên địa bàn những kỹ năng, biện pháp phòng cháy chữa cháy, những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ tại cơ sở, đồng thời hướng dẫn chủ dãy trọ, nhà trọ, nhân dân thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có tổng hơn 300 cơ sở cho thuê trọ với gần 1.800 phòng trọ. Công an các phường xã đã thống kê rà soát các cơ sở cho thuê trọ, thực hiện các biện pháp tự phòng, tự quản, tự đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, đặc biệt quản lý về cư trú, thông báo lưu trú và theo dõi biểu hiện vi phạm pháp luật của các trường hợp đến thuê trọ. Đối với các cơ sở cho thuê trọ thì các chủ cơ sở thường xuyên giữ được mối liên hệ mật thiết với lại lực lượng công an cơ sở, và ngoài cái việc thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an ninh trật tự thì các cơ sở này cũng đã nắm được những thông tin cung cấp cho lực lượng công an tại cơ sở là những thông tin có cái giá trị để lực lượng công an cơ sở có thể kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Để tăng cường hơn nữa việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy tại khu nhà trọ, khách thuê trọ, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của khách thuê trọ trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình, cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần.
Bản tin chuyển động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.